Nhận định bóng đá Ai Cập với Cộng hòa Dân chủ Congo, 3 giờ ngày 27 tháng 6, bảng A CAN CUP 2019, sân Cairo International. Một chiến thắng ở lượt trận thứ hai đêm nay sẽ giúp cho chủ nhà Ai Cập sớm giành tấm vé lọt vào vòng 1/8. Cập nhật tỷ lệ kèo, đội hình thi đấu và phong độ của hai đội. Ai Cập với tư cách là đội chủ nhà của CAN 2019 đã có trận mở màn giải đấu tương đối thành công với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội bóng yếu Zimbabwe. Ngôi sao sáng nhất đội là tiền đạo Mohamed Salah không tỏa sáng, nhưng người đá cặp Trezeguet đã biết cách để mang về niềm vui cho người hâm mộ. Chiến thắng này cũng giúp mở ra cơ hội giành vé đi tiếp cho Ai Cập. Nếu như tiếp tục giành chiến thắng ở lượt trận thứ hai đêm nay, tấm vé vào vòng 1/8 sẽ thuộc về Salah và các đồng đội. Lịch thi đấu dường như cũng ủng hộ những Pharaoh, bởi họ sẽ chỉ phải chạm trán đội bóng mạnh Uganda ở vòng đấu cuối cùng. Đối thủ của Ai Cập đêm nay là Cộng hòa Dân chủ Congo. Đội bóng trong trận mở màn đã nhận thất bại 0-2 trước Uganda. Đó là trận đấu mà chính Cộng hòa Dân chủ Congo mới là đội cửa trên khi chấp kèo 0-1/4. Tuy nhiên, sự phung phí cơ hội khiến đội bóng này ôm hận trước lối chơi phòng ngự phản công rất sắc sảo của Uganda. Trận thua trước Uganda cũng là trận đấu thứ 8 liên tiếp Cộng hòa Dân chủ Congo không thể mang tới niềm vui thắng kèo cho các nhà đầu tư. Kịch bản này hoàn toàn có thể tái hiện đêm nay, bởi họ sẽ phải đối đầu với chủ nhà Ai Cập, đội bóng mà họ hoàn toàn lép vế ở những lần chạm trán trong quá khứ. Theo thống kê, 3 lần gần nhất chạm trán trên đất Ai Cập, Cộng hòa Dân chủ Congo toàn thua, trong đó để thủng lưới tới 12 bàn và ghi 5 bàn. Không chỉ áp đảo ở thành tích đối đầu, phong độ hiện tại cũng ủng hộ Ai Cập, bởi họ chỉ thua 1/9 trận gần nhất, trong đó giành tới 7 chiến thắng và 1 trận hòa. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng này, người viết nghiêng về khả năng chủ nhà Ai Cập tiếp tục giành trọn 3 điểm đêm nay.